Hello, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của Lê Ba Tùng. Thì bài hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về các loại tài khoản quảng cáo. Thì mình qua tiếp xúc với mọi người, đấy, mọi người có những câu hỏi thì mình nhận thấy rằng mọi người vẫn còn đang rất là khó khăn trong cái việc phân biệt tài khoản quảng cáo, đúng nhỉ? Thì bài hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về các loại tài khoản quảng cáo. Thì mình sẽ làm ngắn gọn và cố gắng phân tích làm sao cho mọi người dễ hiểu nhất. Thì nó có sẽ có hai loại đấy, hai loại có hai loại loại một đấy, một đó chính là tài khoản quảng cáo phải trả tiền trước, hay nó là Momo đấy. Đấy, mọi người hay dùng phương thức thanh toán Momo. Thì tài khoản quảng cáo phải trả tiền trước là như nào, tức là chúng ta phải trả tiền cho Facebook. Một ví dụ, chúng ta muốn tiêu 1 triệu thì chúng ta phải chuyển khoản cho thằng Facebook 1 triệu trước. Đó, sau đó chúng ta chạy quảng cáo. Còn khi cái sử dụng cái tài khoản quảng cáo trả trước này, nó sẽ có những cái lợi thế là có thể là chúng ta sẽ dễ dàng lên cam hơn. Đúng nhỉ? Dễ dàng chúng ta lên được cam hơn, tại vì chúng ta trả trước cho nó rồi thì nó không sợ bùng tiền. Đấy, nó không không sợ chúng ta bùng tiền của nó. Nhưng mà đây không phải là yếu tố tiên quyết mọi người nhé. Cái tài khoản quảng cáo có lên được cam hay không, nó phải đáp ứng là phải tuân thủ chính sách quảng cáo của Facebook. Mọi người hình dung nhỉ? Phải tuân thủ chính sách quảng cáo của Facebook. Nếu một trường hợp cái máy tính của các bạn đang sử dụng mà có vi phạm chính sách và bị Facebook vô hiệu hóa tài khoản quảng cáo nhiều lần, nên nhớ là nhiều lần, thì rất dễ là đã bị rơi vào danh sách đen, danh sách spam. Ở đây gồm có link của các bạn, bait của các bạn, đó, content thiết bị của các bạn, hình dung nhỉ, đã bị rơi vào danh sách đen của Facebook. Thì các bạn có dùng Momo đi chăng nữa thì cũng không thể lên được cam và auto là sẽ chết đó. Thì cái tài khoản quảng cáo Momo này rất là rủi ro đấy, rất là rủi ro. Và ngoài cái việc là có thể là lên cam dễ hơn nhưng mà nó rủi ro còn nhiều hơn. Thứ nhất là ví dụ chúng ta nạp tiền là 1 triệu vào mà chúng ta chạy quảng cáo ấy, tiến hành chạy quảng cáo mà bị vô hiệu hóa thì số tiền đấy mất, không lấy lại được. Cái thứ hai, nếu như chúng ta không nạp 1 triệu, chúng ta chỉ nạp vài nghìn thôi để mồi, đúng không nhỉ, để mồi tài khoản, thì nó cũng xảy ra vấn đề là ví dụ chúng ta chạy ngân sách lớn một ngày khoảng độ 5 triệu chẳng hạn, thì chúng ta lại phải ngồi canh nạp từng chút một cho Facebook đó. Thì cái tài khoản quảng cáo Momo này nó cũng có ngưỡng, thanh toán, cũng có ngưỡng thanh toán. À, ví dụ là các cái ngưỡng là 50k, 50k này, 70k, hay là rất nhiều, thậm chí là 9 triệu cũng có. Đấy, thì nhưng mà chúng ta phải lạp vào. Đấy, lạp vào đây chúng ta lạp bao nhiêu cũng được. Lạp 1.000, 2.000, 5.000 đều được, hay 50 triệu đều được, nhưng nó cũng sẽ thanh toán theo ngưỡng này. Nhưng mà nó sẽ ở đây là tiền nó ở trong tài khoản rồi, chúng ta lạp vào là chúng ta không rút ra được. Đấy, nó cứ trừ thôi. À, cái thứ hai nữa là tài khoản quảng cáo Momo này cũng có ngưỡng chi tiêu. Ngưỡng chi tiêu này là gì? Ví dụ Facebook nó sẽ cho chúng ta một ngày tiêu tối đa được khoảng 1 triệu đồng hoặc 6 triệu đồng hoặc hoặc là 7 triệu đồng. Đấy là cái ngưỡng chi tiêu, hoặc chỉ có là 230.000 một ngày thôi. Thì đấy là ngưỡng chi tiêu. Rồi, ok, cái tiếp theo là tài khoản quảng cáo trả sau. Trả sau nghĩa là gì? Trả sau là thường là chúng sẽ chạy bằng thẻ Visa, debit. Đấy, và chúng ta lợi được tiền Facebook. Ví dụ cái tài khoản trả sau này có các ngưỡng ngưỡng lợi hay còn gọi là ngưỡng thanh toán đấy. Cũng như Momo thôi, nó cũng có các ngưỡng bên trên từ 50k, 70k cho đến rất khoảng 20 triệu cũng có. Thì cái ngưỡng lợi cái này nó khác với thằng Momo là gì, tức là chúng ta tiêu đấy, chúng ta tiêu đến 50.000, tài khoản ghi lợi, Facebook nó ghi lợi chúng ta đến 50.000 thì nó bắt đầu thu tiền, thì cái thẻ Visa chúng ta trong đấy phải có tiền, có 50.000. Ví dụ chúng ta có cái ngưỡng nợ 20 triệu, đúng nhỉ, ngưỡng nợ 20 triệu tức là chúng ta được chi tiêu 20 triệu, tiêu hết 20 triệu. Và giống như cái thẻ tín dụng ấy, chúng ta tiêu cái thẻ tín dụng ấy hết 20 triệu sau đến cái ngày thì bắt đầu ngân hàng nó đòi lại, nó thu lại thì chúng ta mới phải nộp tiền vào, đúng nhỉ? Thì ở đây nếu như chúng ta có cái ngưỡng 20 triệu thì chúng ta tiêu 19 triệu rồi.
19 triệu, còn 1 triệu nữa là đến thanh toán. Thì 1 triệu nữa thì tiêu khoảng đâu đó khoảng 1 giờ nữa là đến, tiêu hết 1 triệu, thêm 1 triệu thì chúng ta phải thanh toán đúng không nhỉ? Thì ở đây chúng ta có thể là bùng được, tức là chúng ta không thanh toán cho Facebook ạ, chạy bùng ạ. Mọi người hình dung nhỉ? Thì ở đây thì nghiễm nhiên là chúng ta đã có 19 triệu. Chúng ta có lợi nhuận 19 triệu từ cái việc là bùng được tiền của Facebook. Đấy là tài khoản trả sau. Đó. Tài khoản trả sau này thì mọi tài khoản nó cũng có ngưỡng chi tiêu. Đấy, ngưỡng chi tiêu. Ngưỡng chi tiêu. Ngưỡng chi tiêu ở đây là gì? Vừa mình có nói rồi, nó giống như tài khoản quảng cáo Momo. Ngưỡng chi tiêu tức là một ngày Facebook nó cho chúng ta chi tiêu tối đa bao nhiêu tiền trên một tài khoản quảng cáo. Đấy. Ví dụ một tài khoản quảng cáo Facebook nó cho chúng ta chi tiêu 1 triệu một ngày, thì ở trên đó chúng ta xét một cái cam 5 triệu, chạy 5 triệu một ngày thì nó cứ chạy đến hết 1 triệu là nó sẽ dừng, cam không còn phân phối tiếp. Hoặc là chúng ta xét một cam, mỗi cam 2 triệu, đúng nhỉ? Một tài khoản này có ngưỡng ngưỡng chi tiêu trên ngày là 1 triệu này, trên tài khoản là chúng ta xét 3 cam, mỗi cam là 2 triệu thì nó sẽ tiêu đều ở 3 cam đấy, cứ tổng 3 cái chiến dịch ở trên tài khoản đó nó đủ 1 triệu là nó sẽ dừng. Đấy, cái này là gọi là ngưỡng chi tiêu của tài khoản mọi người nhé. Ok, thì từ cái ngưỡng chi tiêu đấy thì chúng ta có rất nhiều các loại tài khoản khác nhau. Tài khoản các ngưỡng thì có tên gọi, ví dụ như là tài khoản cá nhân, tài khoản cá nhân, tài khoản cá nhân này và tài khoản BM. Thì nó có các cái ngưỡng. Thứ nhất là 230, 230k này, 580, 1 triệu mốt, 5 triệu 8, 10 triệu và có thể là no limit, tức là tiêu bao nhiêu cũng được, tiêu bao nhiêu một ngày cũng được. Đấy là tài khoản no limit. Thì tùy vào cái ngân sách, tùy vào cái ngân sách mà chúng ta chạy quảng cáo thì chúng ta có thể là mua những cái tài khoản quảng cáo đấy, phù hợp. Ví dụ nếu như các bạn có ngân sách khoảng 5 triệu thì lời khuyên là các bạn lên nên mua khoảng 2 cho đến 3 cái tài khoản quảng cáo 5 triệu 8. Để làm gì? Để chúng ta chạy nó không bị bất thường. Ví dụ một tài khoản mà có cái ngưỡng 5 triệu 8 mà chúng ta một ngày chúng ta chạy một phát 5 triệu 8 luôn thì nó xảy ra hai trường hợp. Một là Facebook nó soi nó cắn tiền rất là chậm hoặc cắn tiền rất là ít. Đấy, chúng ta muốn chạy 5 triệu một ngày nhưng Facebook nó chỉ cắn được có vài trăm nghìn một ngày thôi. Đấy là cái trường hợp thứ nhất. Trường hợp thứ hai đó là nó cho chúng ta cắn hết, cắn full 5 triệu. Đấy, cam chúng ta xét 5 triệu thì nó cho chúng ta cắn hết 5 triệu nhưng sau 24 giờ là nó rất dễ bị check bất thường và vô hiệu hóa tài khoản của chúng ta. Đó, ok. Thì đấy là toàn bộ cái, không phải toàn bộ mà là một phần về các cái loại tài khoản và các cái thuật ngữ nóng. Đấy, anh em cần hình dung thứ nhất đó là tài khoản người ta hay bán, gọi là ví dụ tài khoản BM 350, tức là ngưỡng chi tiêu một ngày nó khoảng 5 triệu 8, mọi người hình dung nhé, 5 triệu 8. Đấy, chứ không phải là tài khoản 350 là tài khoản đã có lợ 5 triệu 8, tức là chúng ta đã có cái ngưỡng lợ 5 triệu 8 trong tài khoản, mọi người hình dung nhỉ. Đấy, hai cái điều khác nhau, ngưỡng lợ và ngưỡng chi tiêu là khác nhau. Đó là cái thứ nhất. Đấy, ok. Thì ở đây thì mình có một cái bộ quy trình về quản lý và xây dựng dàn tài khoản quảng cáo thì mình sẽ nói rõ hơn đấy, về các loại via, cách sử dụng via, đấy, các loại tài khoản quảng cáo và cách sử dụng thế nào cho nó hiệu quả, thậm chí là sử dụng lên sử dụng loại thẻ nào, đó, lên lại sử dụng loại thẻ nào để chạy quảng cáo một cách hiệu quả và tránh bị rủi ro, tránh bị bất thường nhất. Bởi vì sao? Bởi vì thẻ quảng cáo, thẻ Visa hoặc thẻ Master là chạy được quảng cáo, nhưng có một số ngân hàng là khi các bạn chạy quảng cáo thì nó dẫn đến cái việc là check mã code Facebook sẽ check, nó rất là rủi ro. Đấy, nhiều bạn thì không thể lấy được cái mã đấy hoặc là cái con Visa nó không gửi về, đấy, không bấm được đến cái bước là xác minh mã, cho nên là nó rất rủi ro. Thì cái phần thẻ nó cũng là phần rất là quan trọng nếu như các bạn chạy trả sau và đặc biệt là các bạn muốn tối ưu hóa lợi nhuận và muốn chạy bùng. Chính xác là chạy bùng, thì chạy bùng này nó sẽ dành cho những anh em mà chạy những hàng vi phạm chính sách thì nó sẽ có hiệu quả hơn. Còn những anh em mà chạy hàng sạch thì mình khuyên là các bạn cứ nếu như tài khoản đấy ngon nhá, tài khoản đấy ngon đấy rẻ, các bạn chạy quảng cáo nó ra đơn đều thì các bạn không lên bùng. Ok, xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những cái video chia sẻ tiếp theo. Mọi người thấy hay thì đừng quên cho mình một đăng ký kênh.
đấy, một subscribe hoặc chia sẻ cái video này đến với những người đang gặp khó khăn về quảng cáo Facebook hoặc là đang mới bắt đầu tìm hiểu để chạy quảng cáo Facebook. Ok, xin chào và hẹn gặp lại mọi người.